máy giám cảnh Pro 710A, tám chức năng, dán acrylic, acrylic nhưng mà chỉ nhựa. Rất là đẹp nha. Các chức năng của máy này, đây là màn hình điều khiển, mong chỉ, đây là có hai cái bộ dao bào. Ra bào cho đều cạnh. Đây là lăng keo ép chỉ, lăng keo ép chỉ, clip qua đây hang dao bào thẳng, bào lá ngon. Cạnh là silic ban đầu là qua mấy cưa nè, sơ đưa qua ra vào, có hai cái cụm ra vào để nó vào đều. Dán xong cái băng tải đại phôi lên.